Thiết bị vệ sinh Tata xin gửi đến anh chị một mẫu bồn cầu mới. Mẫu này rất là đẹp nha anh chị. Ở đây ạ. Đây, màu đây là màu xám. Màu xám, màu này là mới ra trong năm nay nha anh chị, đang hot à. Một khối nha anh chị. Mẫu mã nhỏ gọn rất là dễ thương à. Màu xám luôn. Men bồn cầu thì phủ nano nha anh chị. Men bồn cầu phủ nano nên là chống bám bẩn, dễ vệ sinh, dễ lau chùi. Còn cái đây cái nắp rất là dày dặn ạ. Nắp rất là dày. Và khi mà mình thả nó xuống thì nó sẽ tự động đi xuống. Và nắp bồn cầu đây là nắp êm chống ồn. Đây ạ. À. Cái đây là ở trong lòng ạ. Đây là dây cắp của bồn cầu. Xả, công nghệ xả là xoa đẩy cọng sấy, tiết kiệm nước. Ở đây là nút bấm để xả nước ạ. Mẫu mã mới rất là đẹp nha anh chị. Cái đây là màu xám mà bên em có hai màu, một màu xám và cái đây là màu trắng. Màu đây màu trắng. Thì men sứ nó cũng giống như cái màu xám đó nha anh chị, nó chỉ khác về cái màu thôi à. Em quay xa xa cho anh chị xem. Em cảm ơn anh chị đã xem ạ. À.